phố nghèo đấy, nên là địa bàn nghèo nó hơi buồn. Nhắc đến Điện Biên, rất nhiều người sẽ ui giời ơi, xa lắm, hoang vu hẻo lánh lắm. Liệu có thật sự là như vậy hay không? Ôi trời ơi các bạn ơi, mắc kẹt ở đây rồi các bạn ơi. Gặp lại rồi, lên lớp đi, lên lớp rồi. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, Yến sẽ dẫn các bạn về Điện Biên chơi một chuyến nha. Chúng mình sẽ cùng đi chinh phục cực Tây Apa Trải, sinh hoạt cùng gia đình cô Minh ở Mường Nhé. Đi học về là chị Yến về đến cây số mới rồi, mẹ ơi. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Trong hành trình xuyên Việt độc hành, mình đã chạy từ Lai Châu sang Mường Lai và ngắm nhìn màu xanh mướt của dòng sông Đà. Bác ơi, quả gì đấy hả? Quả nhót ạ? Ôi dồi ôi, sai thế, các cháu xin quả được không? Bác ném xuống cho cháu nhá. Cháu một hai quả thôi, cháu thử nhá. Chua quá. Rồi từ Mường Lai đi tour chùa, bởi vì nghe nói chỗ này rất là đẹp, hoang sơ như kiểu Hà Giang thuở 10 năm trước. Và mình gặp các em nhỏ vô cùng dễ thương. Bye bye, hẹn gặp lại nhá. Hẹn gặp lại, rồi lên lớp đi. Lên lớp, rồi. Đáng yêu. Điểm trường ở trên kia. Điểm trường Hủy Cang à. Đây là chỗ mình bị lạc các bạn ạ. Mình không biết là ở đâu nhưng mà nói chung là cũng đẹp. Bị lạc, cảnh đẹp thôi. Cũng cố gắng quay lấy một đoạn rồi xong thì đi tiếp, quay trở về thôi. Ôi trời ơi các bạn ơi, mắc kẹt ở đây rồi các bạn ơi. Cứu tôi. May quá có anh đấy đi xe cho mình chứ không thì mình chịu thôi. Ôi trời ơi, đoạn đường thật là kinh khủng. Đây rồi, cánh đồng Mường Thanh trải dài tít tắp. Mình đã đến thành phố Điện Biên, bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, nơi lưu giữ những giá trị còn mãi với thời gian. Và đồng hành cùng Yến trong chuyến này đi Điện Biên Apa Trải là anh Khoa. Anh Khoa đã bắt xe từ Hà Nội lên Điện Biên để cổ vũ tinh thần cho cô em đi xuyên Việt, đồng thời thực hiện mục tiêu chinh phục cực Tây hàng ao ước. Ok, trước khi xuất phát vào hành trình dài thì phải no cái bụng đã. Quãng đường từ thành phố Điện Biên Phủ đi Mường Nhé là gần 200 km. Và đường nhựa thì khá là đẹp, bọn mình đi qua một số chốt công an vì khu vực biên giới này vấn đề an ninh còn được thắt chặt. Hiện tại thì mình đã đến Phìn Hồ để dừng nghỉ trưa, ăn trưa sau quãng đường khoảng tầm gần 100 km đổ đèo các bạn ạ. Ấn tượng thì không ấn tượng lắm tại vì cảnh sắc ở Điện Biên khu này nó hơi kiểu vắng vẻ quạnh hiu ấy. Bạn mình bảo là chạy xe buồn, đúng là chán thật tại vì cảnh nó không được đẹp so với các tỉnh khác như kiểu bên Hà Giang hay là Cao Bằng hay là Lào Cai. Nói chung là đi một mình hơi buồn. Đây cô đây rồi, cô lên thành luôn. Cô nấu cơm đang nấu cơm. Đây là hơi nghèo quá, phố nghèo. Phố nghèo. Đấy, nên là địa bàn nghèo nó hơi buồn. Nên cháu thấy là có sân vận động to lắm. Sân vận động trên kia ghi là sân vận động Phìn Hồ đúng không? Phìn Hồ đúng rồi. Cổng to ơi là to. Đấy là nó chỉ được cái ngày lễ hội là một năm được 2 ngày vui thôi. Ngày lễ đấy. Tết Nguyên Đán với lại mùng 2 tháng 9 là 2 ngày mở hội, có nghĩa là của toàn viện. Thì mọi người sẽ là đến đây tập trung tập đến đông. Dạ rồi. Còn ngày thường này thì giờ dân đi làm hết rồi thì buồn lắm. Dạ. Thế bình thường nhà mình ở đây có đông khách không? Cũng bình thường thôi. Bọn cháu thấy nhà mình đông xe thế bọn cháu tạt vào luôn. Anh Khoa cảm thấy như thế nào sau khi ngồi sau lưng em 100 km đường đèo Điện Biên? Thì sau đây là cũng là lần đầu tiên mình được trải nghiệm ngồi sau một bạn nữ thì mình cảm thấy Yến đi rất chắc tay và rất là an toàn, mình rất là yên tâm đấy. Anh có ngủ gật không đấy? Mình cũng hơi ngủ gật. Cái cảm nhận của anh khi mới đến Điện Biên được mấy tiếng? Mà thực ra thì thấy Điện Biên hơi nhạt nhòa. Đóng lại cho mình. Ừ, chưa có ấn tượng gì đúng không? Đúng rồi, chắc là mình hy vọng thì cái đoạn đường tới nó sẽ đẹp hơn. Rồi ok, để chờ xem nhá. Các bạn cùng chờ xem là từ đây đến Mường Nhé và đến Apa Trải sẽ như thế nào. Có một đĩa trứng nha các bạn. Bây giờ thì đói quá nên là phải ăn tạm trước. Chứ không là sợ. Mời các bạn ăn cơm. Mỗi độ tháng 3 về là khắp Điện Biên sẽ ngập tràn một màu trắng hoa ban. Rất dễ để có thể bắt gặp một cây hoa ban đang nở trắng như thế này. Và đoạn đường mà bọn mình thấy đẹp nhất, không thể không dừng lại là bản Là Sự.
Lặn lội từ Hà Nội lên đây là hơn 600 cây và kết quả là đây, một dàn hoa ban, bên kia là cánh đồng, là bản làng. Trời ơi, mê quá. Đẹp quá. Các bạn nghe tiếng gì không? Âm thanh của Điện Biên đấy. Thôi, bụi quá. Đã rời hết cả chân tay. Tay em vẫn còn tê 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 này. Đúng rồi, em bóp nhiều quá. Nó cứ tê 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 ấy. Ôi, đỗ ở cái nơi không có mạng này. Chả có gì để được nước cả. Nên là phải quay vlog. Mười bảy giờ chiều thì mình đến được Mường nhé. Hello, xin chào nhá. Hello. 6 tuổi à? 6 tuổi. Không ai thuyết minh về cây cầu à? Đây là cầu gì? Cầu treo gì nhở? Xa quá không nghe được tiếng đâu. Đây các bạn ạ, đã lên ở nhờ rồi, xong ngồi nấu cơm kìa. Cái bàn to thế chứ nhỉ, bao nhiêu món luôn. Đây không quý cô thì giờ con làm gì lên trên con đi ngủ nhà nghỉ cho nó sướng cho con. Yeah, thịt gà nướng đúng không ạ? À, thịt vịt nướng à? Cá nướng. Đây là rau gì, đỗ với cả gì ạ? Cải mèo ạ. Rau cải nộm. Cải nộm. Đậu sốt cà chua, món khoái khẩu của cháu rồi. Đây là canh gì đây, lá gì đây ạ? Lá mắm kén. Lá thế. Với cá. Xôi tím. Thế này thì ăn thế này thì tăng cân thôi. Thế à? Vâng. Đây là bà. Vâng ạ. Chào anh Khoa. Dạ. Chào chú. Đây bé Mai này. Đây, cô đây. Cô đón từ lúc đến nơi chạm đến đất Mường Nhé là cô đã đón rồi. Là cô đã chờ rồi. Chờ từ mới hôm rồi. Vâng. Em chờ từ đến từ mới hôm nay rồi. Dạ. Không ngủ cơ. Rồi ăn. Tự nhiên lại ăn đi cơm. Đi học về là chị Yến đâu. Chị Yến về đến cây số mấy rồi mẹ ơi. Không hỏi tối đến nào. Con hôm qua còn bảo là chị chắc về đến Điện Biên rồi. Dạ. Về đến Điện Biên mà ở nhà bà ngoại con nên chị Yến ở nhà bà ngoại rồi. Chị Yến ở nhà bà ngoại rồi, hôm nay hôm qua được tin vâng. Đây một cái là sướng lắm. Dạ vâng. Ăn cơm đi, cả nhà chờ lâu quá. Đúng rồi đấy, cứ tưởng không có chỗ xe xe máy. May quá là đã đến thuê xe máy ở đây. Dạ vâng. Đây nhà cô Hào Hạnh các bạn. Nếu mà đến Apa Chả thì nhất định là phải qua đây. Chỗ này thì tha hồ xe mà lựa chọn luôn, không thiếu xe. Dạ vâng ạ. Thế hợp lý quá còn gì nữa. Tội gì không cho thuê cô nhỉ? Xe thì rất nhiều. Đây bây giờ đỏ, đen, cam, xanh, các thể loại màu. Chọn đi anh. 4 rưỡi sáng hôm sau, bọn mình xuất phát sớm từ Mường Nhé đi Apa Chải, quãng đường 80 km. Và đã có thêm 4 người bạn mới mà mình mới quen hôm qua. Chào mọi người. Mọi người ở sau lắm anh ạ. Đi chậm chậm thôi. Vừa tối, vừa sốc. Tại vì đi từ sáng sớm nên là mình ngồi đằng sau mình bị díu quá. Mình ngủ gật mấy phát. Đây rồi. Các chị đến đây rồi. Đến rồi. Lên nữa, lên nữa, lên nữa.
Sau khoảng 1 tiếng rưỡi chạy xe thì bọn mình đã đến đây là đồn biên phòng Apa Chải. Từ Mường Nhé lên đây thì 5 giờ, 6 giờ, trời vừa tối, vừa sương mù, dốc nữa các bạn ạ. Mặt trời mọc. Cần mang chứng minh thư nha các bạn. Căn cước công dân. Ở vùng biên cương, chúng tôi chia nhau từng miếng lương khô một các bạn ạ. Tôi lại nhớ những cái thời gian này. Lên lên xe má ơi. Khi nào giàu chúng ta đừng quên. Ok ok. Sau khi làm thủ tục sẽ có hai chú bộ đội biên phòng dẫn đường cho cả đoàn di chuyển đi cùng Tây Apa Chải. Quãng đường khoảng tầm 10 km. Đoạn đường đất này cực kỳ là bụi luôn. Đi hết đường đất là sẽ đi lên đường bê tông. Điểm cực Tây của Việt Nam. Tuy nhiên thì đây chưa phải là điểm đến cuối cùng của chúng mình. Bây giờ sẽ phải đi thêm khoảng tầm 4 km nữa các bạn ạ. Từ đây con đường bắt đầu thu hẹp lại và siêu siêu dốc. Chắc chắn là phải chạy lên bằng số 1. Bạn nào mà không chắc tay lái thì khả năng cao là không chạy được đâu. Chắc dành cho những ai đi bộ mệt quá thì nghỉ chân đấy. Với hai chị đấy mà không đi được, đi bộ xa lắm. Đây là sẽ đi bộ lên. Sao mấy chục chân. Chú có biết là bao nhiêu bậc không ạ? 500 à? Thế thì bình thường. Quá bình thường. Vâng. Các cô từ đâu đến hả? Cô ở thành phố. Thế hả? Đi chinh phục cực Tây ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Đến rồi. Bên kia nước nào ạ? Bên kia Lào. Sao bên kia là Trung. Trung thì sẽ có rào sắt. Vâng. Phía bên này là Trung Quốc. Nhìn thấy hàng rào sắt không? Đấy, Trung Quốc. Dọc biên giới Trung Quốc sẽ đều làm một hàng rào sắt như này, 3 lớp. Sợ thật. Hiện tại ở cực Tây. Thứ bảy cuối tuần. Vậy là mình đã chinh phục được cực Tây Apa Chải, một trong bốn cực của Tổ quốc. Cảm ơn gia đình cô Minh. Có dịp trở lại Điện Biên thì Yến sẽ ghé thăm cô chú và các em. Cảm ơn anh Khoa đã đồng hành cùng với Yến trong chuyến đi này. Cảm ơn các bạn đã xem và video đến đây là hết rồi. Trong tập sau thì Yến sẽ hóa thân thành cô nông dân làm việc ở trên nông trại ở Tà Xùa để xem là có gì thú vị không nha. Đi bốc phân bò các bạn ạ. Tôi đến là con chó. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một comment, một share. Đó sẽ là sự cổ vũ rất lớn cho Yến để tiếp tục ra các video mới. Bye bye!